Quý vị muốn anh Randy hát thêm bài nữa không ạ? Bài nó là bị không được phát hành. Dạ. Dạ. Em biết là sự yêu thương của quý vị đã ngồi đến tận giờ này rồi là không ai muốn đi về nữa đâu, bởi vì bên trong còn những tiết mục cực kỳ hay nữa. Đó. Live show lần đầu của Lương Như Huy tại Thái Nguyên 3 giờ sáng. Đó. Hôm nay mấy giờ ạ? Đó, sân khấu trống đồng chưa bao giờ ngồi đến 11 giờ. Thề luôn, chỉ có 10 rưỡi là mọi người đi về hết rồi. Nhưng mà hôm nay thật sự cảm kích vô cùng. Nếu hôm nay trời không mưa thì còn đông hơn nữa. Nhưng mà thôi, được coi như là 1-2 nghìn khán giả ngồi như này là đã quá hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Liều á, Lương Như Huy là liều mới dám làm. Bây giờ hai anh em Huy và anh Randy sẽ song ca ca khúc Đậm Chất Huế mà anh Randy hát nhạc Huế rất hay. Xin mời quý vị nghe ca khúc được mang tên Em Về Với Người, sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Thề ước tròn đôi mây
riêng anh giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu. Em về là với chồng đã vội quên hay nhớ ngày đó còn nhau, ai từng chỉ mơ mộng ngàn sau. Chưa bấy chưa là hết rồi, em về vui bên người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. Tình tiếc thương cũng về là với chồng anh đi vào luôn hề.